Sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ trì hội nghị. Cùng điều hành hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ngành khối nội chính. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cho biết, mặc dù mới đưa vào hoạt động 1 năm, nhưng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ đúng thẩm quyền theo quy định, vận dụng kế thừa phát huy kinh nghiệm được rút ra qua 10 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương để Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động bước đầu đạt kết quả khả quan, quan trọng, nhất là đã lựa chọn những khâu yếu, việc khó để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, vừa giải quyết những vụ tồn động kéo dài, vừa tập trung chỉ đạo phát hiện và xử lý các vụ việc mới, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Công tác thanh tra kiểm tra ngày càng được đẩy mạnh, công tác phối hợp giữa các ngành ngày càng hiệu quả hơn. Hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh từng bước đi vào nề nếp, thực sự là chỗ dựa tin cậy để các cơ quan chức năng yên tâm thực thi công vụ, khuyến khích cán bộ đảng viên tích cực tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua 1 năm hoạt động đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương.